Của những chiếc iphone mới là cơ hội trong mơ dành cho samsung google và oppo cũng giống như mọi năm sự kiện iphone năm nay đơn giản chỉ là tổng hợp các tin đồn bộ ba camera thiết kế mặt trước giữ nguyên chip cảm biến vị trí mới tất cả đều ra mắt mà không có gì bất ngờ chỉ có tên gọi của iphone mới là khó hiểu từ trước đến nay iphone đã quá quen với các hậu tố trong tên gọi của sản phẩm táo như pro max air plus một số hậu tố được chia sẻ giữa các dòng sản phẩm với nhau điển hình là tên gọi Pro và Air đều có trên cả Mac và iPad. Điều này khá dễ hiểu, bởi cả Mac và iPad đều có thể phân chia cho nhóm người dùng cần sự tiện dụng tối đa, E, và nhóm người dùng cần đa dạng tính năng cho công việc. Riêng iPhone thì không cần E hay Pro, iPhone đã nhẹ sẵn rồi, nói E là thừa, và iPhone là sản phẩm dành cho tất cả mọi người, chứ chẳng phải là cho nhóm Pro cao siêu. Bao năm nay vẫn thế, cứ gọi tên Pro là xa rời người dùng phổ thông hơn một chút ấy vậy mà Apple đã thực sự biến iPhone thành một dòng sản phẩm Pro, đã trình bày sự kiện theo kiểu Pro, tuy không đòi hỏi kiến thức cao siêu gì với những người có hiểu biết kỹ thuật. Trong lễ vén màn iPhone 2019, Apple vẫn cứ cố khoe về kỹ thuật vỏ ngoài, về số operation thực hiện một giây trên chip, về cơ chế AI. Chưa bao giờ sự kiện iPhone lại khô khan đến thế. Thậm chí, nếu bạn theo dõi sự kiện qua YouTube, bạn có lẽ đã nhận ra rằng số người xem iPhone 11 Pro còn ít hơn cả số người xem iPhone 11 thường người ta đã chán nản và bỏ đi khi apple khoe khoang về hình tượng pro mới dành cho iphone